Ái Tân Giác La cảnh sắc, con chim phượng hoàng trong lòng son và con chim sẻ ngoài đồng ruộng, rốt cuộc bên nào mới là tự tại đây? Còn nhớ trong một phân đoạn tại tập 37, Thái hậu ngồi với Hằng Đề công chúa đã nói rằng bây giờ chuyện ai gia lo, chỉ có đứa con gái là con thôi. Một đoạn nói chuyện rất đời giữa mẹ và con gái, sau đó liền chuyển đến phân đoạn cảnh sắc đến bên giường bệnh của Lan Hoa, khóc và nói rằng con gái sẽ trở thành chỗ dựa của người. Nhưng đáp lại, Lan Hoa chỉ cười lạnh và trả lời, con gái thì có ích gì, có con trai thì con gái là hoa điểm thêm trên gấm, mất đi con trai, con gái cũng không bằng chút than tặng khi tuyết rơi, chẳng qua là có còn hơn không thôi. Qua hai phân cảnh này, điều thấy rõ được là sự khắc họa mối quan hệ giữa mẹ và con gái trong xã hội phong kiến nói chung, trong hoàng cung nói riêng, thực sự rất khó để trách Lan Hoa trong phân đoạn này, vì cô chính là sản phẩm của sự giáo dưỡng theo kiểu như vậy từ phú sát thị. Cái khuôn hình tròn không thể đúc ra nén bạc hình vuông, cách nói chuyện và đối xử trông có vẻ khác biệt, nhưng thực ra không hề khác biệt, vì mối bận tâm của Lan Hoa và Thái Hậu đều trên một đường thẳng, nhưng nằm ở những giai đoạn của tranh đấu khác nhau. Lan Hoa đang trực tiếp giành giật, còn Thái Hậu thì đã ở giai đoạn bảo vệ thành quả của mình. Chỉ khi Lan Hoa gần như không còn gì để mất, mới bùng nổ bằng một cuộc so găng với Thái Hậu. Nhưng rốt cuộc, đến ván cờ cuối cùng mà bản thân muốn dành cho nữ tử duy nhất, đứa con mà cô chưa từng coi trọng, thì Lan Hoa vẫn phải đánh cho Phú Sát Thị, không thể đánh cho mình. Phú Sát Thị thắng, Thái Hậu thắng, Nhàn Quý Phi thắng, còn cô thì thua. Cảnh sắc là hình ảnh thu nhỏ của Lan Hoa, là trung tâm của diễn biến phía trên, và cho đến mãi về sau thì cô công chúa đó vẫn chỉ luôn là một quân cờ trong ván cờ của người ta. Có một người mẹ đã từng không coi trọng mình, có một người mẹ dành hết tâm tư cho gia tộc và hậu vị, nhưng chưa bao giờ cảnh sắc oán trách Lan Hoa, hoặc cô không có lý do để oán trách. Cũng đổi lại cả đời của cảnh sắc, chấp niệm duy nhất của cô chính là hậu vị của Lan Hoa. Những hành động ngang ngược với Như Ý, Lục Quân, kết nối với Yến Uyển, rồi lật kèo với chính Yến Uyển, tất cả đều chỉ vì trong suy nghĩ của cảnh sát, không hề có ai xứng đáng với hậu vị, không Như Ý, không Yến Uyển, không thể có ai là một bậc mẫu nghi thiên hạ được như Lan Hoa. Cảnh sắc chính xác là tác phẩm của tinh thần gia tộc và bất chấp vì thân thuộc, điều mà Lan Hoa đã làm suốt cả cuộc đời. Chẳng phải con cháu chúng ta chính là sự phản ánh rõ rệt nhất phần đời kéo dài của chính chúng ta, nên cảnh sắc cứ sống và mang theo chấp niệm của Lan Hoa, thật sự đáng thương nhiều hơn đáng trách. Chỉ có điều, thời gian hoàn toàn là thứ giúp được cho con người ta trưởng thành. Cả bộ phim này, cảnh sát luôn gọi Như Ý với những cách xưng hô như Nhàn Quý Phi, các người, cô ta, hoàng hậu. Nhưng có một phân cảnh rất đắt ngay sau khi Như Ý cắt tóc và rời khỏi thuyền, cô đã hỏi Càn Long rằng, Hoàng A Mã, Hoàng Ngạch Nương sao vậy? Lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất, cảnh sát gọi Như Ý là Hoàng Ngạch Nương thật sự. Trong phân đoạn đó, ánh mắt của Càn Long sững sờ, ánh mắt của Yến Uyển dò xét, còn ánh mắt của cảnh sát thì lo lắng, cảm thương. Cô không hề hả hê, không hề xét nét, dù đáng lẽ cô đang ở bên thắng cuộc, và thậm chí trước khi lên thuyền còn nghĩ đây là cơ hội hạ bệ Như Ý. Nhưng trong khoảnh khắc chỉ có lo lắng và thương cảm. Có lẽ cô đã nhìn được kết cục của kế hậu, nhìn được nỗi khổ sở của người ngồi trên phượng vị, nhìn được nỗi đau khi làm thê tử hoàng đế, và nhìn thấy được cả sự cô độc, máu lạnh của Càn Long. Trong phân đoạn này, cái ngoái đầu lần 1 dành cho Như Ý, cái ngoái đầu lần 2 dành cho Càn Long, cả hai đều cùng một ánh mắt. Như thể lúc đó cảnh sát cũng đang nếm trải cái cảm giác mà Vĩnh Cơ từng chịu đựng, cha mẹ bất hòa, con cái luôn là người tổn thương. Cảnh sát cũng nhắc chúng ta rất nhiều về bản thân trong mối quan hệ gia đình giữa con cái và cha mẹ. Có thể bất hòa nhưng không có oán hận, có thể ly biệt nhưng không thể thay thế. Với riêng cô và Như Ý, ca dao Việt Nam cũng có câu rằng mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng. Giữa cảnh sắc và Như Ý quả thật không nhiều tình thương, luôn có bất hòa. Nhưng sau cùng bằng cái nhìn đó, chắc chắn cũng đã không còn oán hận. Điều đáng tiếc nếu có thì chỉ vì họ là Thanh Cao Tông kế hoàng hậu và Cố Luân Hòa Kính công chúa, chứ không phải chỉ là một kế mẫu Như Ý và nữ tử cảnh sắc. Nếu không thì chắc hẳn đã khác đi rất nhiều. Thời gian và biến cố giúp cho con người nhận ra
thay đổi, nhưng nó lại không chờ đợi bất kỳ ai. Vì thế mà cái ngoảnh đầu nhìn lại của cảnh sát cũng là lần cuối cùng cả hai còn chạm mặt. Nếu như cuộc đời của chúng ta có một thứ gì đó để bảo vệ, thì đó chắc chắn nên là điều xứng đáng. Cảnh sát bảo vệ Lan Hoa, kể cả khi còn sống đến khi chết đi, là điều xứng đáng. Cảnh sát suy nghĩ cho cha mẹ lúc họ bất hòa, dù là kế mẫu hay sinh mẫu, cũng là xứng đáng. Cuộc đời cảnh sát chịu sự giáo dưỡng từ gia tộc, ảnh hưởng bởi kết cục của Lan Hoa, chứng kiến những mưu kế trong cung, trở thành một quân cờ trong bàn cờ chính trị biết bao người tham gia đánh, nhưng không mất đi đạo làm con, oán hận nâng lên được thì đặt xuống được, đó cũng là xứng đáng. Có điều, đạo làm con của một công chúa trong hoàng cung trước hết phải là quân thần, sau đó mới là phụ tử, nên dù có tôn quý nhưng không bao giờ được nắm trong tay vận mệnh của mình. Nhìn vào cuộc đời của cảnh sát, mượn ý tứ trong lời của Thái hậu mà tự hỏi, con chim phượng hoàng trong lòng son và con chim sẻ ngoài đồng ruộng, rốt cuộc bên nào mới là tự tại đây?